Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 46. Là một vị cao thủ thượng cổ có y thuật cực kỳ khủng bố. Mẹ của cô từng là mỹ nữ số một đại lục thượng cổ. Con người Nhan Như Ngọc co rút lại một chút, cái gì? Không có khả năng, cậu đang lừa tôi, nhất định là cậu đang lừa tôi đúng không? Một hàng nước mắt trào ra. Thân hình cô ta run rẩy kịch liệt. Cô ta bịt chặt hai mắt ngồi xổm trên mặt đất khóc hu hu. Tôi cũng là người có bố mẹ sao? Hóa ra tôi không phải cô nhi, hu hu hu. Diệp Bắc Minh đi tới, đưa ra một cái khăn tay, cô Nhan, thần chủ tuyệt thế là sư phụ của tôi. Tôi đã từng đồng ý với sư phụ là sẽ chăm sóc cô thật tốt, đây là y thuật vô danh mà thần chủ sư phụ để lại. Tôi đã sửa chữa lại một chút, đây cũng là truyền thừa duy nhất mà ông ấy để lại, chắc hẳn lên giao cho cô. Một quyển sách ố vàng xuất hiện trong tay anh. Đúng là truyền thừa y thuật mà thần chủ tuyệt thế để lại. Nhan Như Ngọc ôm lấy quyển sách này, gào khóc. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trên bầu trời một hòn đảo nào đó. Ầm ầm. Trên không trung, mây đen tụ tập, những tia sét tiếng sấm vang lên. Bầu trời nứt ra thành một lỗ hổng, một cánh cửa truyền tống khổng lồ xuất hiện. Ầm ầm. Nước biển sôi trào, vô số ma thú không ngừng sao động, quay cuồng ở trên mặt nước, hoảng sợ nhìn cánh cửa truyền tống kia. Không tốt rồi. Ngân La biến sắc, vọt tới trước mặt Tôn Thiến, có nguy hiểm, đi mau. Tôn Thiến ngẩng đầu nhìn lên không trung, bây giờ mới hai ngày trôi qua, sao lại nhanh như thế? Ánh mắt của Chu Nhược Giai vô cùng nghiêm túc, kẻ địch sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc đâu, mục tiêu của bọn họ là đứa bé trong bụng chị. Ngân La, cô hãy dẫn Tôn Thiến đi trước, tôi sẽ ngăn bọn họ lại. Cô ấy cầm một thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm cánh cửa truyền tống trên không trung. Ngân La lắc đầu, thực lực của cô không đủ. Ngay sau đó, một con huyết long xuất hiện, xuyên qua cánh cửa truyền tống dữ tợn nhìn chằm chằm các cô. Chu Nhược Gia hít một hơi lạnh, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh đâu? Giọng nói uy nghiêm của huyết long vang lên, vậy mà cậu ta lại không ở đây, bổn tọa mở cánh cửa truyền tống này ra đã tốn bao nhiêu công sức, vốn còn tưởng rằng có thể giết chết kẻ này ngay được, đáng tiếc. Một cái móng rồng xuyên qua cánh cửa truyền tống chộp về phía Tôn Thiến. Ngân La quát lạnh một tiếng, ngăn cản nó lại cho tôi. Gào gào. Trên mặt biển. Hàng chục ngàn con ma thú rít gào, tạo thành thú triều khủng bố xông lên. Huyết Long cười lạnh một tiếng, một đám súc sinh không có chỉ số thông minh, bổn tọa là rồng, chúng mày cũng dám liều lĩnh ư. Móng rồng đỏ như máu vung ra, vô số ma thú bị xé rách. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ trong nháy mắt. Móng rồng đỏ như máu chuyển hướng về phía Tôn Thiến. Ngân La đâm trường thương màu bạc trong tay ra, keng một tiếng giòn vang. Vậy mà lại không thể làm móng rồng màu đỏ bị thương một chút nào. Ngân La biến sắc, ông tu thành thân xác ma quân rồi. Sao có thể? Huyết Long cười lạnh một tiếng, bổn tọa là rồng thật, thân xác ma quân tính là cái gì? Bổn tọa là thân xác rồng thật. Mấy kẻ vướng víu hãy cút đi. Móng rồng đỏ như máu đánh ra. Một tiếng nổ ầm vang lên, Ngân La phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Sau đó biến thành một con bạch tuộc, bị đánh thành nguyên hình. Ngân La. Đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng. Tôn Thiến cắn răng, Nhược Giai, chúng ta liều mạng với ông ta. Huyết Long buồn cười, hai con kiến mà cũng xứng liều mạng với bổn tọa ư. Móng rồng chuyển hướng, hào quang màu đỏ bao phủ xuống, nhốt hai người trong đó. Sau đó bay về hướng không trung. Mẹ nhà ông. Dám ở đây bắt nạt người phụ nữ của đồ nhi tôi sao? Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, lão già kia, một con sâu mà cũng dám giả mạo thành chân long ư. Bây giờ ông còn muốn rời đi sao? Một người đàn ông mặc áo bành tô, đội mũ dạ bay lên không đuổi theo. Là ông, sao có thể, ông không chết? Ánh mắt Huyết Long có rút lại giống như gặp quỷ. Người đàn ông nhếch miệng cười, là tôi. Ông ấy sải bước về phía trước từng bước, lại bắt lấy móng rồng màu đỏ, dùng sức thật mạnh. Răng rắc. A. Một tiếng hét thảm vang lên,
máu me bay tán loạn. Không ngờ một cái móng của huyết long đã bị kéo đứt trong nháy mắt, rơi từ trên cao xuống. Cùng lúc người đàn ông mặc áo bành tô ra tay, hư không bốn phía cũng sụp đổ. Sắc mặt ông ấy khẽ biến đổi, không tốt. Phía sau cánh cửa truyền tống truyền đến một vòi rồng đỏ như máu vô cùng dữ tợn, người đỡ đầu, ông dám sử dụng lực lượng trên cảnh giới thần chủ ư. Ha 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 ha, ông hãy chờ chết đi, lực lượng vị diện sẽ không tha cho ông đâu. Hừ. Người đỡ đầu hừ lạnh một tiếng, cho dù hôm nay lão phu có bị lực lượng vị diện đánh chết, cũng phải kéo ông đệm lưng. Ông ấy bước ra từng bước, trong nháy mắt đã đi đến trước cánh cửa truyền tống. Sau đó vươn tay ra chộp tới cánh cửa. Huyết long kinh hãi, ông muốn làm gì? Cổ họng nó bị người đỡ đầu túm chặt, sau đó kéo ra khỏi cánh cửa truyền tống. Nó bị đá một cú thật mạnh, va vào vòi rồng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đầu của huyết long nổ tung. Thân xác do huyết khí ngưng tụ bị đánh tan tác. A, ông điên rồi sao, muốn đồng quy vu tận với tôi ư, huyết long hoảng sợ giống lên giận dữ. Xương máu ngưng tụ, lần nữa hóa thành một con huyết long. Chỉ là đã mờ nhạt hơn vừa nãy rất nhiều. Người đỡ đầu cười lạnh, người nào dám bắt nạt đệ tử tôi đều đáng chết. Ông ấy lại ra tay một lần nữa, lao về phía huyết long. Không gian bốn phía sụp đổ, lực lượng vị diện đánh úp về phía người đỡ đầu. Điên rồi, mẹ nó ông điên rồi. Huyết long vô cùng hoảng sợ, xoay người phóng về phía cánh cửa truyền tống. Người đỡ đầu lắc đầu, còn muốn chạy, có thể sao? Ông ấy bước từng bước lên trên đầu huyết long, giẫm mạnh giày ra xuống. Ầm. Đầu của huyết long nứt ra. Thân mình hóa thành một đống máu me bay về khoảng không phía xa rồi lại ngưng tụ thành một con huyết long khác. Bóng dáng càng thêm mờ nhạt. Huyết long hoàn toàn luống cuống, người đỡ đầu, có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi có thể dùng sơ tâm võ đạo để thề, về sau tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Diệp Bắc Minh nữa. Nó sợ hãi nhìn không gian bốn phương tám hướng đang sụp đổ, ông không thấy lực lượng vị diện đang ra tay sao, sẽ bị xóa bỏ thật đấy. Trận chiến Ma Uyên năm đó, loại cường giả thượng cổ như ông đã may mắn không chết. Vì sao không sống cho tốt chứ? Còn sống mới có thể làm vô số chuyện. Năng lượng không gian bốn phía quay cuồng, cứ như có thể cắn nuốt hết cả vùng biển rộng này bất cứ lúc nào vậy. Ánh mắt của người đỡ đầu cực kỳ bình tĩnh, ông nói nhiều câu vô nghĩa vậy làm gì, ra đây đi. Sát khí khủng bố tập trung lên trên người huyết long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngu ngốc. Huyết long phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rít gào, lão già chết tiệt, sao từ thiên tôi có thể chết ở chỗ này được. Tôi nhất định sẽ hóa thành chân long, tiến vào thế giới cao võ, tôi phải theo đuổi đỉnh cao võ đạo. Người đỡ đầu buồn cười lắc đầu, đỉnh cao võ đạo. Ông cũng xưng ư. Ông ấy từng bước đến trước mặt huyết long, dễ dàng túm lấy cổ họng của nó. Không, không, không. Người đỡ đầu, khoan đã, cầu xin ông. Từ thiên giống như nổi điên, trong lòng lạnh toát. Người đỡ đầu đang muốn ra tay tiêu diệt huyết long. Đột nhiên. A. Giọng nói của Chu Nhược Giai và Tôn Thiến truyền đến. Người đỡ đầu cúi đầu nhìn, nguy rồi. Chỉ thấy không gian gần hòn đảo dưới chân hai người sụp đổ, vỡ ra một lỗ hổng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đã cắn nuốt nước biển và vô số ma thú. Người đỡ đầu không chút do dự, sau khi dùng một quyền đánh nát thân hình của huyết long rồi nhanh chóng lao về hướng Chu Nhược Giai và Tôn Thiến. Trong nháy mắt bắt lấy hai người, người đỡ đầu vừa định rời khỏi đảo nhỏ. Lực lượng vị diện khủng bố nghiền áp đến, một vùng hắc ám đánh úp lại, cắn nuốt ba người. Huyết long ngưng tụ một lần nữa, đã gần như trong suốt. Nó sợ hãi nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nhảy vào cánh cửa truyền tống. Trở lại bên trong đại điện. Trực tiếp đóng cánh cửa truyền tống lại. Phù 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 phù. Huyết long sợ tới mức há mồm thở dốc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sắc mặt nó trắng bệch rít gào, thân thể không ngừng run rẩy. Nó vừa khóc vừa cười, ha 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 ha. Đã chết, ha 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 ha. Lão già khốn kiếp đó đã chết. Tốt quá, tốt quá.
Người đâu, mau đến đây cho tôi. Ba lão già đi vào đại điện, kinh ngạc nhìn Huyết Long gần như trong suốt, lão tổ, ngài làm sao vậy? Huyết Long gào lên một tiếng, móng rồng vung ra. Ba lão già hóa thành một đống máu trong nháy mắt. Ầm. Huyết Long hít sâu một hơi, hấp thu máu tươi mới trở nên chân thật hơn một ít. Ngay sau đó, Huyết Long hóa thành hình người đỏ như máu đi ra khỏi đại điện, đi vào ngục giam trấn hồn. Ngục giam trấn hồn quả thực giống như địa ngục nhân gian vậy. Trong mỗi một phòng giam đều đang giam giữ một tù phạm. Những người này bị tống vào ngục giam trấn hồn chỉ có một kết cục, sống không bằng chết. Từ Thiên đi thẳng một mạch, trong nhà tù bốn phía không ngừng truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, cầu xin ông hãy giết tôi đi. Tôi đau khổ quá, về sau tôi sẽ không bao giờ đối đầu với nhà họ Từ nữa. Tôi nói cho ông tất cả bí mật của Xích Viêm Tông, ông hãy giết tôi đi. Tôi không bao giờ muốn chịu khổ nữa. Những nơi ông ta đi qua, những tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Đôi mắt Từ Thiên lạnh lùng, đi vào chỗ sâu nhất ngục giam trấn hồn. Nơi này chỉ có một tầng. Tổng cộng giam giữ hai tù phạm. Một người tóc tai bù xù, cả người đen xì. Cứ cách 10 giây, trên không trung sẽ sinh ra một tia chớp bổ lên trên người người này. Nhưng người đó lại ngủ say li bì, cứ như những tia chớp đó chỉ đang gãi ngứa cho mình vậy. Từ Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua người này. Sau đó ông ta xoay chuyển ánh mắt, dừng trên người một người phụ nữ, Diệp Thanh Lam, cảm giác vạn cổ cắn tim rất thống khổ đi. Nếu không sợ bà chết, tôi thật sự hận không thể một ngày dùng 24 giờ để bà hưởng thụ thật tốt. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái nhợt, hơi thở cực kỳ suy yếu. Bà ấy trào phúng nhìn Từ Thiên, có giỏi thì ông giết tôi đi. Giết bà ư? Từ Thiên nở nụ cười, nếu giết bà, sao tôi có thể lấy được bí mật của nhà họ Diệp chứ? Diệp Thanh Lam, sao bà phải làm thế chứ? Giữ vững bí mật của nhà họ Diệp có lợi ích gì với bà không? Nói cho bổn tọa biết làm thế nào để mở ra bảo khố của nhà họ Diệp, tôi có thể cho bà được chết thanh thản. Diệp Thanh Lam phun ra một búng máu, phi, nằm mơ đi. Khóe mắt Từ Thiên co rúm, một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể dùng phương pháp huyết tế để mở bảo khố của nhà họ Diệp ra thôi. Nói cho bà một tiếng, vừa rồi bổn tọa đã tự mình ra tay, mang nghiệt chủng trong bụng người phụ nữ kia về. Chỉ tiếc nửa đường có người xông ra quấy rối. Hai người phụ nữ kia và người quấy rối, tất cả đều đã bị cái khe không gian cắn nuốt, có lẽ bây giờ đã chết hết rồi đi. Giọng điệu của Diệp Thanh Lam có chút dao động, ông nói cái gì? Không có khả năng, ông lừa tôi. Nhược Giai và Tôn Thiến không có khả năng chết được. Không có khả năng, Từ Thiên lạnh lùng cười. Trong tay ông ta xuất hiện một viên lưu ảnh thạch, rót lực lượng vào trong. Hình ảnh hiện lên. Đúng là cảnh tượng lực lượng vị diện bùng nổ, không gian sụp đổ cắn nuốt người đỡ đầu và Chu Nhược Giai, Tôn Thiến. Diệp Thanh Lam trừng to mắt, không, sẽ không, sao hai người đó có thể chết đi như vậy được? Từ Thiên nhe răng cười, bà có tin hay không cũng không quan trọng. Bổn tọa lần này đến đây chỉ để thông báo với bà một tiếng thôi. Ông ta lấy ra một viên lưu ảnh thạch khác. Đây chính là cảnh tượng bà bị tra tấn. Nếu tôi đưa nó cho Diệp Bắc Minh, bà nói xem cậu ta sẽ có phản ứng gì đây. Căn bản không cần bổn tọa chủ động đi bắt cậu ta, chính cậu ta sẽ tự chạy tới đại lục thượng cổ đi. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng, rít gào, Từ Thiên, nếu ông dám động vào con tôi cam đoan nhà họ Từ sẽ chết không có chỗ chôn. Từ Thiên xoay người rời đi, ha ha ha, tôi sợ chắc. Bổn tọa thật sự rất chờ mong. Nếu tên xúc sinh đó biết bà ở trong này chịu khổ sẽ có biểu cảm gì đây? Tiếp tục tra tấn bà ta cho tôi, đừng có ngừng. Từ Thiên vừa mới rời đi, phía sau đã truyền đến tiếng kêu thê thảm của Diệp Thanh Lam. A! À, trên quảng trường Tinh Cung Quảng, chấn động do Diệp Bắc Minh gây ra còn chưa tiêu tan. Đến bây giờ tôi vẫn không biết tên nhóc Diệp Bắc Minh đó có mị lực chỗ nào. Đúng vậy, nữ thần xinh đẹp như thế kia. Một giây trước còn muốn giết Diệp Bắc Minh, giây tiếp theo đã ngoan ngoãn như vậy. Tên nhóc đó rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Mọi người nghị luận. Lâm Hy khó hiểu, Uyển Nhi, Diệp Bắc Minh giết Mục Nguyên,
chắc chắn bây giờ Vô Tướng Thần Cung đã biết. Một khi bọn họ đối phó với Diệp Bắc Minh, cô sẽ đứng về phía ai? Nam Cung Uyển không chút do dự, tôi sẽ đứng về phía anh ấy. Ánh mắt của Tần Lỗi có chút phức tạp, Uyển Nhi, cô thật sự nguyện ý ở cùng với cậu ta sao? Nam Cung Uyển cắn đôi môi đỏ mọng. Yên lặng gật đầu. Lôi Bá nhíu mày, Nam Cung sư muội, nếu cô làm như vậy, chỉ sợ Vô Tướng Thần Cung sẽ đối phó với gia tộc Nam Cung. Nam Cung Uyển trầm mặc. Ầm ầm. Đột nhiên, trên không trung vang lên từng tiếng sấm. Một cánh cửa truyền tống xuất hiện, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Tần Lỗi ngây người, nhanh như vậy mà người của Vô Tướng Thần Cung đã tới rồi sao? Ánh mắt Nam Cung Uyển co rút lại. Những người khác ở đây cũng đều nhìn chằm chằm cánh cửa truyền tống đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, cánh cửa truyền tống mở ra, một tảng đá màu đen bay đến. Sau đó cánh cửa truyền tống lập tức biến mất. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ra. Chủ nhân Tinh Cung tiến lên đầu tiên, một viên lưu ảnh thạch. Ông ta suy tư một chút, rót một luồng chân nguyên vào trong đó. Một hình ảnh xuất hiện. Bối cảnh có chút u ám, chỉ nhìn ra được là ở trong một ngục giam. Một người phụ nữ bị xiềng xích xuyên qua tay chân. Một ngọn lửa màu đen dừng ở trên người người phụ nữ, sắc mặt bà ấy lập tức trắng bệch, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Bà ấy điên cuồng giãy giụa, xiềng xích xuyên qua da thịt xé rách miệng vết thương, người phụ nữ đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Đây là... sao người phụ nữ này lại giống Diệp Bắc Minh vậy? Quả thật rất giống. Chẳng lẽ là người thân của Diệp Bắc Minh? Mọi người nghi hoặc. Bỗng nhiên. Mẹ! Bên tai vang lên tiếng gầm thét tức giận, Diệp Bắc Minh điên cuồng xông đến, đứng trước lưu ảnh thạch, mẹ! Diệp Thanh Lam trong hình ảnh vẫn bị hành hạ. Mẹ, đây là mẹ của tôi. Diệp Bắc Minh xúc động, chảy ra một hàng nước mắt máu. Lúc này, hình ảnh của Diệp Thanh Lam biến mất, hiện lên một huyết ảnh khác, Diệp Bắc Minh phải không? Đã nhìn thấy hình ảnh mẹ cậu chịu khổ chưa? Đây là ngục giam trấn hồn của nhà họ Từ, hình phạt ở đây có thể sánh bằng địa ngục. Chỉ cần kẻ thù của nhà họ Từ tiến vào ngục giam trấn hồn, thật đúng là muốn sống không được cầu chết không xong. Cậu đã nghe thấy tiếng kêu thảm của mẹ cậu chưa? Mẹ của cậu thật cứng đầu, bị hành hạ như vậy mà cũng không cầu xin một câu. Diệp Bắc Minh, tôi ở nhà họ Từ đợi cậu, cậu có thể đến ngay lập tức. Đương nhiên, cũng có thể làm con rùa rụt cổ, trơ mắt nhìn mẹ của cậu chịu khổ. Chỉ là không biết mẹ cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mỗi một câu nói đều giống như một con dao. Đâm vào tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bóp vỡ lưu ảnh thạch, nhà họ Từ. Gru. Ba con rồng huyết long, tổ long, long hồn cùng gầm thét, khiến sắc mặt rất nhiều người trắng bệch. Trong tích tắc, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ máu, tràn đầy tia máu. Ma khí đáng sợ sôi sục. Con mắt thần ma ở giữa đôi lông mày hiện lên. Đây là cái gì? Ma tộc, anh ta đúng là ma tộc. Vẻ mặt Lâm Hy, Tần Lỗi, Lôi Bá biến sắc. Cổ Tuyền ôm miệng, ông nội. Đôi mắt Cổ Thông Thiên nghiêm trọng, cậu ta đúng là ma tộc. Ma tộc. Đám người chủ nhân Tinh Cung, Long trưởng lão và bà già quay sang nhìn nhau. Ánh mắt Tô Lê lóe lên. Bù. Sát ý cuồn cuồn. Tinh thần Diệp Bắc Minh chấn động, khí tức cực kỳ nóng nảy, giống như một ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các võ giả xung qua không hẹn mà cùng ớn lạnh, bất giác lùi lại. Nam Cung Uyển mau chóng tiến lên trước, Bắc Minh, đừng bị cơn giận xông lên não. Nhan Như Ngọc lo lắng nói, cậu Diệp, cậu đã hứa phải bảo vệ tôi. Nếu cậu còn không bảo vệ được bản thân, thì làm sao bảo vệ được tôi? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quát lớn một tiếng, thần hồn phòng thủ, ngưng thần tĩnh tâm, càn khôn vạn giới, duy chỉ ta bất diệt. Cậu nhóc, đừng để nhập ma. Cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, lập tức tỉnh ngộ. Đôi mắt dần trở nên trong sáng. Sát ý trên người lại không hề giảm. Ai có thể đưa tôi đến đại lục thượng cổ? Một tiếng quát lớn. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Không một ai dám nói gì.
Diệp Bắc Minh nghiêm đôi mắt, nhìn sang chủ nhân tinh cung, tiền bối, nếu tinh cung có cách đưa tôi đến đại lục thượng cổ. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện của tinh cung chính là chuyện của Diệp Bắc Minh tôi. Bất luận tinh cung gặp rắc rối gì, Diệp Bắc Minh tôi sẽ toàn lực ra tay. Chủ nhân tinh cung trầm mặc, thở dài một tiếng, cậu Diệp, nếu không phải là người của đại lục thượng cổ chủ động mở cửa truyền tống, chúng tôi cũng không có cách đến đại lục thượng cổ. Soạt. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang mấy người Lâm Hy, các người thì sao? Cơ thể ba người Lâm Hy, Tần Lỗi, Lôi Bá run lên. Ngay cả sáu ông lão phía sau bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Lâm Hy tái nhợt, cậu Diệp, Mục Nguyên có thể mở cửa truyền tống một lần, nhưng anh ta bị cậu giết rồi. Diệp Bắc Minh khàn khàn giọng, chẳng lẽ không có còn ai nữa sao? Tô Lê suy nghĩ, đang định lên tiếng. Hai ông lão một béo một gầy phía sau kinh ngạc, vội vàng kéo Tô Lê, tiểu thư, cô điên rồi sao? Diệp Bắc Minh đắc tội với nhà họ Từ đã từng là nô bộc của nhà họ Diệp ở Thượng Cổ, nhưng đã phản bội cả nhà chủ nhân. Tuy nhà họ Từ hiện nay làm việc rất khiêm tốn, nhưng cô làm như vậy chắc chắn sẽ mang rắc rối lớn cho nhà họ Tô. Tô Lê cau mày. Nhìn Diệp Bắc Minh. Hít sâu một hơi, trên người của kẻ này có tiềm lực vô tận. Nếu lôi kéo anh ta, cũng có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Tô. Tôi đánh cược một phen. Bước ra khỏi đám đông. Anh Diệp, tôi có cách có thể về đến đại lục thượng cổ ngay lập tức. Lời anh nói, có thật không? Soạt. Trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn sang Tô Lê. Diệp Bắc Minh nhìn Tô Lê, hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi lấy trái tim võ đạo ra thề, chỉ cần cô Tô Lê đưa tôi đến đại lục thượng cổ. Sau này một lời nói của cô Tô Lê, Diệp Bắc Minh sẽ lên núi đao, xuống biển lửa. Nếu vi phạm lời thề, trời đánh sét đánh, vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh cắn vỡ đầu lưỡi, nhả ra một giọt máu tinh. Ầm ầm. Trên bầu trời giáng xuống một đạo thiên lôi. Lời thề được ông trời công nhận. Tô Lê mở to tròn đôi mắt, trong lòng vô cùng vui mừng, anh Diệp, anh không cần phải như vậy. Được. Cô ta hít sâu một hơi, tôi đưa anh đến đại lục thượng cổ ngay đây. Rồi lấy ra một miếng ngọc bài cổ xưa, bên trên khắc văn tự thượng cổ. Vật này, cực kỳ quý giá, là tôi có được trong một lần hội đấu giá. Có thể mở một lần cửa truyền tống đến đại lục thượng cổ, hôm nay sẽ sử dụng vì anh Diệp. Nói xong, điên cuồng truyền chân nguyên vào trong ngọc bài. Một lát sau, một cánh cửa truyền tống xuất hiện. Tô Lê Hô nói, anh Diệp, chúng ta đi thôi. Diệp Bắc Minh tiến lên trước một bước, cùng Tô Lê trực tiếp xông vào trong cửa truyền tống, mẹ, con đến đây. 24 năm rồi, đợi con nhé. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh biến mất, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Long trưởng lão cất giọng nghiêm nghị, cung chủ, rõ ràng tinh cung có một cửa truyền. Chủ nhân tinh cung nhìn qua với ánh mắt băng lạnh. Long trưởng lão lập tức im miệng. Lúc này, trên bầu trời mây đen giăng kín, cửa truyền tống thứ ba xuất hiện. Đây là cửa truyền tống thứ ba xuất hiện trong hôm nay rồi phải không? Mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Liền sau đó, cửa truyền tống mở ra. Một người đàn ông có đôi mắt đỏ tanh còn hơn cả máu tươi đi ra. Lúc anh ta xuất hiện, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển, Uyển Nhi. Mục Hàn sư huynh. Ba người Lâm Hy, Tần Lỗi, Lôi Bá cảm thấy không đúng. Bổ Thiên giáo chủ kích động xông đến tự giới thiệu, vị công tử này, tôi là Bổ Thiên giáo chủ, cậu là... Cút. Mục Hàn vô cùng cuồng bạo, đập một chưởng xuống. Bổ Thiên giáo chủ cảnh giới thần chủ đỉnh phong lập tức hóa thành xương máu. Những người khác hít khí lạnh, cũng không dám tiến lên chào hỏi. Uyển Nhi, em, anh ta dám đối xử với em như vậy ư? Mục Hàn vô cùng tức giận, tên xúc sinh đó là ai? Hắn dám sỉ nhục em, anh phải giết hắn. Đưa tay về phía bên má của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển lùi lại nửa bước, tránh cánh tay của Mục Hàn. Đồng tử của Mục Hàn co lại, trái tim dường như bị người khác đâm một đao. Cất giọng run run hỏi, Uyển Nhi,
em bước lùi lại nửa bước là nghiêm túc sao? Nam Cung Uyển tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, Mục Hàn, xin anh tự trọng. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi. Trái tim võ đạo của Mục Hàn muốn tan vỡ. Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng méo mó, giống như phát điên, xin anh tự trọng. Ha ha ha, hay cho xin anh tự trọng. Uyển Nhi, anh sờ khuôn mặt em cũng phải né tránh như vậy. Người đó còn hôn môi em đấy. Đôi mắt Mục Hàn đỏ máu, hơn nữa, hai người còn. Một cảm giác khó thở ập đến. Mục Hàn nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển, em đã cho hắn thân mình rồi ư? Nam Cung Uyển lạnh lùng trả lời, đúng thế. Mục Hàn, giữa chúng ta vốn không thể nào. Cho dù không có chuyện hôm nay, tôi cũng đã tu luyện thái thượng vong tình, không thể nào thành thân với anh. Mục Hàn khó mà tin nổi, không, không. Em bị ép đúng không, Uyển Nhi, chắc chắn là em bị ép. Nam Cung Uyển lạnh nhạt, Mục Hàn, tôi tự nguyện. Vẻ mặt Mục Hàn hung dữ, tự cười lớn chế nhạo, ha ha ha, hay, hay. Hay cho tự nguyện. Nam Cung Uyển, em nói thật thật đấy, từ nhỏ đến lớn trong lòng Mục Hàn anh chỉ một mình em. Em lại đối xử với anh như vậy, hôm nay anh sẽ đích thân giết tên súc sinh đó. Soạt. Quay người dẫm ra một bước, đến trước chủ nhân tinh cung. Tóm cổ họng của chủ nhân tinh cung, tên súc sinh đó đâu? Cung chủ. Vẻ mặt đám người tinh cung biến sắc. Mấy trưởng lão tiến lên, cậu Mục, xin hạ thủ lưu tình. Cút. Mục Hàn lập tức ra tay, quét ngang trường kiếm màu máu. Mấy cái đầu bay cao, ai dám nhiều lời một câu, giết không cần hỏi. Bỗng dồn lực. Cổ họng của chủ nhân tinh cung phát ra tiếng rắc rắc. Gần như khó thở. Mùi cái chết sộc lên não, cậu Mục, cậu Diệp đến đại lục thượng cổ rồi. Vẻ mặt Mục Hàn dữ tợn. Cậu Diệp, tôi cho phép ông gọi hắn là cậu Diệp sao? Gọi hắn là súc sinh. Vâng. Chủ nhân tinh cung vội vàng nói, tên súc sinh đó đã đến đại lục thượng cổ. Đôi mắt Mục Hàn sầm xuống, nói đi, có chuyện gì? Chủ nhân tinh cung không dám chậm trễ, kể lại đầu đuôi ngọn nguồn sự việc một lượt. Mục Hàn nghe xong sắc mặt vô cùng lạnh lùng, Diệp Bắc Minh. Đại lục thượng cổ. Mày còn có thù với nhà họ Từ, Tô Lê của nhà họ Tô. Cô ta đưa Diệp Bắc Minh đến đại lục thượng cổ. Ha ha, nhà họ Tô. Một lát sau, Mục Hàn hít sâu một hơi, nhìn sang Nhan Như Ngọc. Đôi mắt co lại. Trong ánh mắt của rất nhiều người. Mục Hàn bước lên trước quỳ dưới chân của Nhan Như Ngọc, Mục Hàn cung nghênh lão tổ trở về nhà họ Mục. Lão tổ. Đám người Cổ Thông Thiên, Cổ Tuyền, Long trưởng lão, chủ nhân tinh cung, bà già. Mấy người Lâm Hy, Tần Lỗi, Lôi Bá. Kể cả Nam Cung Uyển, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mấy trăm ngàn võ giả có mặt đều trố mắt. Mục Hàn vừa nãy còn ngang ngược bá đạo, bây giờ lại quỳ dưới chân Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc sợ giật mình, lão tổ, việc này là sao? Mục Hàn ngẩng đầu, thưa lão tổ. Miệng khẽ động, trực tiếp truyền âm. Vẻ mặt Nhan Như Ngọc biến ảo bất định, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh kinh ngạc, bất ngờ, không thể tin nổi. Bố của tôi, mẹ, lại. Mục Hàn tỏ vẻ mặt nghiêm túc, lão tổ, về đến nhà họ Mục, người sẽ biết tất cả. Ánh mắt của Nhan Như Ngọc hơi phức tạp. Nhìn đám người tinh cung, được, tôi đi theo anh. Tinh cung có ơn với tôi, không được phép hại bọn họ. Mục Hàn gật đầu, vâng. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, đi thôi. Mục Hàn lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Hy, Tần Lỗi, Lôi Bá một cái, còn ngây ra đó làm gì? Quay về cùng tôi. Mấy người đi đến phía sau Mục Hàn. Nam Cung Uyển chỉ đứng ở đó, giống như một đóa hoa mẫu đơn sắp nở rộ. Khiến người ta muốn ép đổ. Mục Hàn nhìn cô ấy mấy giây, em muốn ở lại đây à? Em nên biết lựa chọn của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Nam Cung Uyển cắn môi đỏ, tôi về cùng anh. Coi như em thức thời. Mục Hàn hừ lạnh một tiếng, mở một cánh cửa truyền tống, mấy người biến mất. La Vãn Vãn long lanh nước mắt, Nhan tỷ tỷ cứ thế mà đi rồi. Thậm chí tôi còn không kịp nói tiếng tạm biệt với cô ấy. Bà già thở dài một tiếng, ầy,
có những người định sẵn là bất phàm, không thuộc về nơi này. Cổ Tuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, ông nội, ông nói anh Diệp có thể sống quay về không? Không đâu. Cổ Thông Thiên lắc đầu, Diệp Bắc Minh cho dù nghịch thiên đi nữa, cũng không thể đối địch với thế lực của Đại Lục Thượng Cổ. Cháu đừng thấy anh ta rất kích động, trực tiếp xông đến Đại Lục Thượng Cổ. Hành động của cậu ta ném hòn đá vào trong biển lớn, sẽ không gây nên sóng gió gì. Sau này thế giới này sẽ không còn Diệp Bắc Minh nữa. Cửa truyền tống cổ xưa ở một chỗ của Đại Lục Thượng Cổ sáng lên. Hai bóng người từ trong đi ra. Tô Lê mỉm cười, cậu Diệp, đến Đại Lục Thượng Cổ rồi. Lúc đi ra khỏi cửa truyền tống, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây chính là Đại Lục Thượng Cổ. Tôi lại có cảm giác xiềng xích cả người được buông bỏ, dường như cả ngọn núi lớn đè lên người đột nhiên biến mất. Cái gì? Đôi mắt Tô Lê co lại, cậu Diệp, cậu. Cậu thực sự có cảm giác này ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, sao thế? Suýt. Tô Lê hít khí lạnh, lần này tôi chọn đúng rồi. Vẻ mặt cô ta nghiêm trọng, cậu Diệp, đây gọi là áp chế thế giới. Thông thường chỉ có người học võ có thiên phú cực kỳ nghịch thiên mới có cảm giác này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, vậy sao? Anh nhìn xung quanh, nơi này là chỗ nào? Tô Lê giải thích, tôi xem đã. Giơ tay lấy ra một chiếc la bàn bằng ngọc, bên trên có rất nhiều tọa độ. Truyền chân nguyên, la bàn bằng ngọc sáng lên. Tô Lê ngẩn người, cậu Diệp, cậu đúng là may mắn thật đấy. Vị trí của chúng ta vừa hay là Trung Châu. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, Trung Châu. Tô Lê giải thích nói, thế giới chúng tôi vốn gọi là thế giới chân võ, vì Hoa tộc có một cường giả đắc tội với một thế lực của thế giới cao hơn. Có cường giả ra tay, đánh vỡ thế giới chân võ, đóng lại con đường của giới chúng tôi đến thế giới cao võ. Thế giới chân võ sập đổ, chia thành Đại Lục Thượng Cổ và Đại Lục Chân Võ. Đại Lục Thượng Cổ lơ lửng trên Đại Lục Chân Võ, tổng cộng phân 9 khối đại lục siêu cấp treo lơ lửng. Côn Luân trong đó và là địa bàn của Hoa tộc, cho nên rơi xuống Đại Lục Chân Võ, Đại Lục Thượng Cổ lơ lửng bên trên còn có 8 khối. Diệp Bắc Minh khẽ nhướng mày, Trung Châu là nơi nào? Tô Lê nhìn Diệp Bắc Minh, Trung Châu có 99 Long Sơn, đã từng là trung tâm của thế giới chân võ. Thời Thượng Cổ là tổ địa của nhà họ Diệp, sau khi nhà họ Diệp Thượng Cổ diệt vong, Trung Châu bị nhà họ Từ chiếm lĩnh. Nhà họ Từ mà anh muốn đến ở trên khối đại lục dưới chân. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Đột nhiên, Tô Lê ngẩng đầu, lập tức phản ứng lại. Kinh hãi kêu một tiếng, a, à. Anh Diệp, anh họ Diệp, chẳng lẽ có quan hệ với nhà họ Diệp Thượng Cổ? Diệp Bắc Minh cười tế nhị, nói không chừng tôi đúng là con cháu của nhà họ Diệp Thượng Cổ thật đấy. A, à. Cơ thể của Tô Lê run lên. Trời ơi, chẳng lẽ mình ngẫu thiên giúp được người của nhà họ Diệp Thượng Cổ thật ư? Diệp Bắc Minh chắp tay với Tô Lê, cô Tô, cảm ơn cô giúp đỡ, cáo từ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sớm đã xác định vị trí của mẹ, bây giờ Diệp Bắc Minh muốn gặp mẹ thân sinh của mình. Tô Lê vội tiến lên, ngăn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, đợi đã. Diệp Bắc Minh cau mày, cô Tô, sao thế? Tô Lê hỏi, anh Diệp, anh định trực tiếp đến nhà họ Từ ư? Diệp Bắc Minh gật đầu. Tô Lê há hốc miệng, nuốt nước miếng, anh Diệp, không phải tôi coi thường anh, thực lực của nhà họ Từ vô cùng khủng bố. Với thực lực của anh, giống như một con kiến khiêu khích trước mặt một đám cự long, chết chắc không nghi ngờ. Càng đừng nói ngục giam chấn hồn của nhà họ Từ mà anh muốn đi cướp, nơi đó được gọi là nơi khủng bố đệ nhất của nhà họ Từ. Võ giả cảnh giới thần đế đi vào, vốn không có tư cách sống sót đi ra. Cho dù là chí tôn, cũng không thể rút lui an toàn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cảm ơn ý tốt của cô Tô, mẹ của tôi còn đang chịu khổ. Đừng nói chỉ một nhà giam nhỏ bé, cho dù là địa ngục thực sự. Diệp Bắc Minh tôi cũng phải xông vào. Nói xong, một con huyết long vút lên trời, mang theo Diệp Bắc Minh biến mất. Chỉ còn lại Tô Lê sững sờ tại chỗ. Trong đại điện nhà họ Từ. Sau khi Từ Thiên từ ngục giam chấn hồn về đến đại diện, lập tức bế quan. Với thiên phú của kẻ này,
cùng lắm nửa năm hắn có thể đến được đại lục thượng cổ. Thời gian nửa năm, cũng đủ cho mình rồi. Nửa năm sau, bản tọa dùng máu tươi của hắn tế sống, nhất định có thể mở cánh cửa kho báu của nhà họ Diệp. Cùng lúc đó, ở nơi sâu nhất trong ngục giam trấn hồn. Phụt! Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đều là vết máu. Bà ngồi khoanh hai chân, bắt đầu vận công trị tương. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, cô gái, sau khi tôi vào đây, nơi này liên tục có mấy trăm người đi vào. Không ai ngoại lệ, đều nói ra bí mật của mình rồi chết. Cô, là người có thể kiên cường nhất mà tôi từng thấy. Đã vào ngục giam trấn hồn rồi thì đừng cứng miệng nữa, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng nói ra bí mật của cô, chết một cách thoải mái. Diệp Thanh Lam cười yếu ớt, tiền bối, chẳng phải ông cũng ở đây sao, đừng nói lời mỉa mai nữa. Ồ, ông lão nhếch nhác trong phòng giam đối diện ngẩn người. Sau đó cười lớn ha ha, ha ha ha, nếu không phải tôi tự nguyện, ngục giam trấn hồn nhỏ bé có thể nhốt được tôi chắc. Chẳng qua là bên ngoài chẳng có gì thú vị, ở đây cũng giống như bên ngoài thôi. Diệp Thanh Lam lạnh lùng hừ một tiếng, tiền bối, đừng khoác lác nữa, tôi không tin ông có thể rời khỏi nơi này. Ông lão nhếch nhác trầm mặc một lát. Mới cất giọng âm u, cô không tin thì thôi, đừng cho rằng dùng kế khích tướng thì có thể khích được tôi. Nhưng cô mong con trai cô đến cứu cô, đó là việc không thể nào. Diệp Thanh Lam lại tỏ vẻ mặt tự tin, tiền bối, nếu con trai tôi có thể đến cứu tôi thì sao? Ông lão nhếch nhác cười, cô gái, nơi này là ngục giam trấn hồn. Chí tôn đến cũng phải lột lớp ra, cho dù con trai cô có thể đến, cũng sẽ chết ở tầng thứ nhất của ngục giam. Trong lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đến bên ngoài nhà họ Từ. Phía trước 99 ngọn núi lớn kéo dài nhấp nhô, hào hùng khí thế, cao vút lên 9 tầng mây. Tháp Càn Khôn trấn ngục không nhịn được lên tiếng, nơi này tổng cộng có 99 long mạch, nhà họ Diệp thượng cổ năm đó thật không tầm thường. Có 99 long mạch, e rằng nhân tài nhiều vô cùng vô tận. Chỉ tiếc là, long mạch đứt. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên, tôi không có hứng với những thứ này, ngục giam trấn hồn ở đâu. Đi về phía bắc trăm dặm. Được. Diệp Bắc Minh không hề do dự, đi thẳng về phía ngục giam trấn hồn. Một tòa sơn cốc nặng mùi chết chóc xuất hiện trước mắt. Khắp chỗ trong cốc đều là thi thể thối rữa, chướng khí tràn ngập. Một cánh cổng lớn bằng sắt thép cao trăm mét sừng sững ở nơi sâu nhất trong sơn cốc. Bên trên khắc các loại hình ác quỷ. Chính là lối vào ngục giam trấn hồn, không có một võ giả nào gần đó. Xem ra tất cả đều ở trong ngục giam. Diệp Bắc Minh trực tiếp đi đến cổng lớn của ngục giam trấn hồn, phá cho ta. Tay cầm kiếm đoạn long chém xuống. Choang một tiếng vang lớn. Cánh cửa thép ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn bay ra. Mười mấy ông lão xông đến. Vẻ mặt chấn kinh quát lớn, kẻ nào dám đến ngục giam trấn hồn ngang ngược. Ru. Một tiếng rồng gầm vang lên. Mười mấy ông lão vẫn chưa phản ứng kịp là có chuyện gì. Những chỗ huyết long đi qua, cơ thể của tất cả mọi người nổ tung hóa thành xương máu. Chỉ còn lại một ông lão bị huyết long nhốt chặt. Ông ta yếu ớt run rẩy, toàn thân run lên, mày là ai? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh như băng, tôi chính là Diệp Bắc Minh mà các người muốn tìm, mẹ tôi Diệp Thanh Lam đâu? Cái gì, mày chính là Diệp Bắc Minh? Ông lão kinh hồn bạt vía. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khó chịu, đây không phải câu trả lời mà tôi cần. Đôi mắt nghiêm lại, hào quang màu máu nổi lên. Trực tiếp siêu hồn. Tầng cuối cùng ngục giam trấn hồn. Sắc mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh, tiện tay bóp vỡ đầu của ông lão. Đi về phía nơi sâu nhất ngục giam trấn hồn. Cứu cứu tôi, cậu thanh niên, cầu xin cậu cứu chúng tôi. Cậu thanh niên. Tôi là tông chủ Hỏa Linh Môn, chỉ cần cậu cứu tôi bảo đảm cho cậu rất nhiều lợi ích. Tôi tình nguyện dùng 10 món thần khí mua cái mạng của mình, cậu thanh niên, cứu tôi với. Trên đường, rất nhiều người cất lời cầu xin. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, tôi có thể thả các người, còn có thể thoát ra hay không, thì phải xem bản thân các người rồi. Kiếm đoạn long chém ngang, phòng giam và xích khóa đứt lìa.
Các phạm nhân bị nhốt được tự do trở lại. Ha ha ha, tôi tự do rồi. Nhà họ Từ thật đáng chết. Mẹ kiếp, lão già Từ Thiên, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Cậu thanh niên, cảm ơn cậu. Cậu nhóc, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Tiếng nói không ngừng vang lên bên tai. Diệp Bắc Minh quay người đi về phía nơi sâu trong ngục giam trấn hồn. Giọng nói trên tầng truyền xuống lòng đất. Soạt. Diệp Thanh Lam ngẩng đầu nhìn về hướng tầng 1 của ngục giam trấn hồn, tiền bối, con trai tôi đến rồi. Ông lão nhếch nhác ngẩn người, lẩm bẩm một câu, thực sự có bản lĩnh thế ư. Sau khi xông vào ngục giam trấn hồn, Diệp Bắc Minh trực tiếp giết tầng thứ nhất. Phóng thích tất cả phạm nhân. Vừa tiến vào tầng thứ hai, hàng chục bóng hình ập đến. Kiếm khí, đao khí, ám khí ngút trời giáng xuống, tất cả đều là cảnh giới thần chủ. Khí tức vô cùng đáng sợ. Diệp Bắc Minh không hề do dự, chém kiếm đoạn long trong tay ra, tiếng rồng gầm vang lên. Mười mấy cảnh giới thần chủ xông đến phía trước nhất lập tức hóa thành xương máu. Kẻ nào ngăn tôi, chết. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ý tàn sát cuồn cuộn. Lúc này, anh như sát thần giáng xuống, ma huyết trong cơ thể hoàn toàn sôi sục. Cảnh giới thần chủ cũng không trụ nổi một chiêu dưới tay anh. Hàng chục cảnh giới thần chủ lại bị một mình anh nghiền áp. Trời ơi! Tôi không nằm mơ chứ. Có người giết vào ngục giam trấn hồn. Soạt! Các phạm nhân bị nhốt trong phòng giam đều hít khí lạnh, đúng là không dám tin vào đôi mắt của mình. Kẻ này là ai? Trông có vẻ rất trẻ, khí tức của cậu ta lại chỉ là thánh cảnh. Thánh cảnh giết cảnh giới thần chủ, muốn nghịch thiên ư? Mọi người điên cuồng dụi đôi mắt của mình, còn cho rằng đang nằm mơ. Một tiếng quát tức giận vang lên. Rốt cuộc cậu là ai? Đáng chết, nơi này là ngục giam trấn hồn của nhà họ Từ, cậu thanh niên, cậu điên rồi sao? Lại dám xông vào nơi này. Từ sâu trong ngục giam trấn hồn, hai ông lão cảnh giới thần đế dẫn theo hàng chục cảnh giới thần chủ chạy đến chi viện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Vung một kiếm chém đứt đầu của mấy cảnh giới thần chủ. Hai ông lão cảnh giới thần đế vô cùng tức giận, đồ tạp chủng, mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Dám hoành hành ngang ngược ở ngục giam trấn hồn của nhà họ Từ. Đúng là thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại tự chui vào. Bước một bước sông giết đến, vừa ra tay là sát chiêu khủng bố nhất. Khí tức cuồng bạo cuộn lên, khiến tầng thứ hai của ngục giam nổi lên gió bão khủng bố. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, kiếm chấn ngục, giết. Khoảnh khắc hai ông lão cảnh giới thần đế xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, kiếm càn khôn chấn ngục lóe lên rồi vụt tắt. Chỉ một giây. Phụt phụt. Hai đóa hoa máu nổ tung. Việc này. Làm sao có thể. Vãi, thánh cảnh giết thần đế. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Các phạm nhân bị nhốt kinh hãi đến lồi cả con ngươi. Các cảnh giới thần chủ khác của nhà họ Từ sợ đến sượt sượt lùi lại. Tên nhóc này có vấn đề. Chúng ta rút trước đã, chỉ cần hắn ở trong ngục giam trấn hồn thì không chạy được đâu. Cảnh giới thần chủ khác thấy vậy, rút chạy ra ngoài ngục giam trấn hồn mà đầu cũng không ngoảnh lại. Diệp Bắc Minh không đuổi theo, cứu mẹ quan trọng hơn. Đúng lúc anh đi về phía tầng thứ ba, bên tai vang lên giọng nói, tiểu huynh đệ, cứu chúng tôi đi. Kiếm đoạn long chém ngang ra, phá mở cửa phòng giam. Bóng hình vụt đi lao vào sâu trong ngục giam trấn hồn. Nhà họ Từ nằm mơ cũng không ngờ, lại thực sự có người dám giết vào ngục giam trấn hồn. Lại thêm các võ giả nhốt ở đây, hầu như đều bị phế võ công. Cho nên, lực lượng phòng ngự của ngục giam không phải mạnh lắm. Dưới sự tàn sát điên cuồng của Diệp Bắc Minh, một người một kiếm trực tiếp giết thông ngục giam trấn hồn. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, cậu nhóc, tầng cuối cùng rồi, mẹ câu ở bên trong. Mẹ! Cơ thể Diệp Bắc Minh không ngừng run lên, nhìn chằm chằm cổng lớn bằng thép trước mắt. Liền sau đó, chân nguyên ngưng tụ, chém kiếm đoạn long xuống. Phập! Cổng thép ầm ầm nổ tung. Trong lúc đó ở điện chính nhà họ Từ. Từ Thiên bỗng mở mắt, cấm chế của ngục giam chấn hồn bị công phá rồi.
làm sao có thể? Báo. Cùng lúc đó, đại điện vang lên một tiếng nói gấp gáp, lão tổ, xảy ra chuyện rồi. Có một thanh niên công phá cổng lớn ngục giam trấn hồn giết vào trong rồi. Vẻ mặt Từ Thiên biến sắc, cậu nói cái gì? Kẻ nào mà to gan như vậy, lại dám xông vào ngục giam trấn hồn? Đợi đã. Con người của Từ Thiên co lại, Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này đến nhanh thế sao? Làm sao có thể? Trên khuôn mặt già lóe lên vẻ kinh ngạc. Liền sau đó, kinh ngạc hóa thành kích động mạnh, ha ha ha, đúng là ông trời giúp ta. Bản tọa còn cho rằng tên xúc sinh này phải nửa năm nữa mới có thể đến được, không ngờ nhanh như vậy. Trong đôi mắt lóe lên vẻ hung dữ, hôm nay vừa hay dùng máu tươi của mày, mở cánh cửa kho báu của nhà họ Diệp. Phập! Cánh cổng thép hóa thành vô số mảnh vụn bay đi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại nhìn vào trong phòng giam. Một người phụ nữ khí tức hư yếu bị xích khóa cả chân tay. Mẹ! Diệp Bắc Minh cất giọng run run, hơi thở cũng ngưng trệ. Đôi mắt của Diệp Thanh Lam rưng rưng, Minh Nhi. Bỗng biến sắc, Minh Nhi cẩn thận. Soạt! Một ánh hào quang màu máu ập đến, đâm về phía tim của Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh vô cùng cuồng bạo. Huyết long, tổ long trong cơ thể và long hồn của kiếm đoạn long cùng bùng phát. Phụt! Một màn xương máu nổ tung. Ấy! Ông lão nhếch nhác hơi kinh ngạc, chỉ là thánh cảnh. Mẹ! Diệp Bắc Minh không quan tâm đến ông ta, bước đến trước phòng giam của Diệp Thanh Lam, kiếm đoạn long chém đứt song sắt và khóa xích. Ư! Cơ thể Diệp Thanh Lam mềm nhũn, như sắp đổ xuống. Diệp Bắc Minh lập tức đỡ lấy bà. Minh Nhi, con đúng là Minh Nhi của mẹ ư. Diệp Thanh Lam trào nước mắt, vô cùng xúc động. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mẹ, là con đây. Đúng là con trai đến rồi, con trai đến cứu mẹ đây. Diệp Thanh Lam nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, để mẹ ôm con cho thỏa lòng. 24 năm rồi, ngoài mấy tháng khi vừa sinh con ra. Mẹ cũng không được ôm con nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, con đã lớn thế này rồi. Trong lúc tình cảm dạt dào, một giọng nói băng lạnh vang lên, ha ha ha, đúng là mẹ con tình sâu. Diệp Bắc Minh, tao nằm mơ cũng không ngờ mày lại quyết đoán trực tiếp xiết vào ngục giam trấn hồn. Mày đúng là không hổ là huyết mạch của nhà họ Diệp thượng cổ. Dũng cảm, quyết đoán, nhiệt huyết, liều mạng. Vừa dứt lời, một huyết ảnh chậm rãi đi đến. Hơn trăm bóng người đi theo phía sau Từ Thiên, khí tức của người nào cũng vô cùng khủng bố. Từ Thiên khà khà lắc đầu, khà khà, chỉ đáng tiếc. Trong mắt tao, hành động của mày chỉ là ngu xuẩn nộp mạng thôi. Sắc mặt Diệp Thanh Lam trắng bệch, tóm chặt cánh tay của Diệp Bắc Minh, Minh Nhi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, vỗ tay của mẹ, mẹ, yên tâm, tất cả đã có con. Đồng thời truyền âm với tháp càn khôn chấn ngục, tiểu tháp, thu mẹ tôi vào trong. Tháp càn khôn chấn ngục lên tiếng, ngoại trừ ký chủ, những người khác không thể vào thế giới trong tháp. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao tiểu bạch và lục sư tỷ của tôi có thể vào được? Vì họ không phải là con người, mà là ma thú. Diệp Bắc Minh cau mày. Liền sau đó, nhẹ nhàng tách tay của mẹ ra, nhặt kiếm đoạn long dưới đất lên. Quay người nói, mẹ, lên đi, con đưa mẹ ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, bờ vai của Minh Nhi sẽ là chỗ dựa của mẹ. Minh Nhi. Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh. Một người một kiếm trông hệt như tấm khiên vững chắc không thể nào phá hủy, ngăn cả tất cả mọi hiểm nguy. Bà nhảy lên bả vai Diệp Bắc Minh không chút do dự rồi ôm chặt anh. Ánh mắt lão già nhếch nhác đầy trầm ngâm, nhóc con được lắm. Đối mặt với sự tồn tại như Từ Thiên mà lại không hề run sợ. Không thể không công nhận rằng cậu ta thật sự rất can đảm. Giọng nói hệt như thần chết của Diệp Bắc Minh vang lên, cho dù ông là ai đi chăng nữa, có thân phận gì đi nữa. Từng tên một ở đây hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ dùng máu tươi của các người. Tẩy sạch sự ô uế ngục giam trấn hồn này. Từ Thiên chỉ tay vào Diệp Bắc Minh, giết cậu ta. Vâng.
10 ông lão cảnh giới thần đế đồng loạt gật đầu rồi từ từ bước lên phía trước. Một luồng khí thế khiếp người ngưng tụ, vẻ mặt Diệp Bắc Minh lộ ra sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhóc này, lần này cậu chơi quá trớn rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh trong veo nhìn thẳng, mình là con trai, khi thấy mẹ mình chịu đau khổ há thể nào ngồi yên không quan tâm chứ. Hôm nay cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa thì tôi cũng phải dẫn mẹ ra ngoài. Giết! Một tiếng hét to vang lên. Sau lưng vang vọng tiếng sấm gầm. Vầng sáng đỏ thẫm và xương đen cuồn cuộn, hướng thẳng về phía 10 vị thần đế. Chán sống rồi. Quát con, cậu cho rằng mình là thần tiên hạ phàm à? Chỉ là thánh cảnh mà cũng dám đối chiến với 10 vị thần đế. Quỳ xuống cho lão phu. 10 vị thần đế đồng loạt ra tay, từng luồng khí tức khủng khiếp như muốn nghiền nát tất cả nhắm tới Diệp Bắc Minh. Minh Nhi cẩn thận. Diệp Thanh Lam kinh hoàng bật thốt. Mẹ, con giết thần đế như giết chó mà thôi. Diệp Bắc Minh thi triển ảnh thuấn, đi đến trước mặt vị thần đế to giọng nhất rồi vung kiếm Đoạn Long chém xuống. Cậu! Tên thần đế này biến sắc, đưa tay lên chặn đòn theo bản năng. Phụt! Thế nhưng cánh tay người nọ bay ra, rồi hét thảm. Kiếm Đoạn Long lại tiếp tục chém xuống, tiễn người nọ về nơi chín suối. 9 vị thần đế kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Bắc Minh đã tiếp tục ra tay. Phụt, 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 phụt. Tốc độ của anh nhanh đến khó tin, nháy mắt đã giết chết 6 vị thần đế. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đầy sự kinh hãi. 3 người còn lại sợ sệt trốn vào trong đám đông, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh cậu. Vẻ mặt những người còn lại cũng đầy sự kinh hoàng, bọn họ không ngờ rằng sức chiến đấu của anh lại đáng sợ đến thế. Một lũ vô dụng. Từ Thiên đưa tay lên áp chế, tung một chưởng đánh gục 3 tên vừa ra trận đã chạy. Giọng nói rét lạnh như băng xương ngàn năm vang lên, Từ Triệu, phế cậu ta đi. Vâng, thưa lão tổ. Một ông già gật đầu, bước ra khỏi đám đông. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, này nhóc, trên cảnh giới thần đế, là cảnh giới chí tôn. Diệp Bắc Minh nghiêm nghị gật đầu, biết rồi. Từ Triệu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu tự phế bản thân mình hay là để lão phu giúp cậu? Diệp Bắc Minh nhấc chân bước ra, thi triển ảnh thuấn bước tới trước mặt Từ Triệu. Kiếm Đoạn Long nhắm thẳng vào đầu ông ta. Từ Triệu nhe hàm răng vàng khè, nói, thiếu niên à, kiếm long đồ trong tay cậu quả thật có thể giết chết chí tôn. Thậm chí là cả người tu võ cấp cao hơn nữa. Nhưng, chắc chắn là không phải trong tay cậu. Dầm. Một luồng chân nguyên hùng mạnh quay cuồng, rồi ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng sáng rực. Từ Triệu không hề động tay chút nào. Vậy mà ông ta đã chặn đứng được một chém của kiếm Đoạn Long. Mặc cho Diệp Bắc Minh ra sức đè xuống mạnh đến đâu đi chăng nữa thì kiếm Đoạn Long vẫn không chút động đậy. Đây là sức mạnh của cảnh giới chí tôn ư, thật đáng sợ. Diệp Bắc Minh giật mình. Bỗng nhiên. Từ Triệu vươn một bàn tay ra tóm cổ Diệp Bắc Minh, cảm nhận đôi chút sự tuyệt vọng đi, sức mạnh nghiêng trời đổ đất này không thể dựa vào binh khí để vượt qua đâu. Cậu hoành hành ngang ngược ở đại lục chân võ cũng thôi đi, ở trước mặt nhà họ Từ nhiêu đó chẳng đáng vào đâu cả. Diệp Bắc Minh quát thầm, kiếm Trấn Ngục. Một mũi kiếm sắc nhọn xoẹt qua, ánh mắt Từ Triệu đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng khi ông ta muốn né tránh thì đã chậm rồi, kiếm khí đen tuyền lóe qua. Từ Triệu tức khắc bốc hơi khỏi nhân gian. Đến cả máu cũng không hề lưu lại. Ôi! Người nhà họ Từ hít sâu. Mọi người trừng mắt như sắp lòi ra khỏi chòng tới nơi. Ôi vãi, chuyện gì đang xảy thế? Diệp Thanh Lam hoảng sợ nói, Minh Nhi, nó có sức mạnh giết chết chí tôn sao? Không thể nào. Từ từ, tòa tháp kia, lẽ nào? Bà che miệng lại, không dám tin vào mắt mình. Ông lão nhếch nhác đang quan sát trận chiến cũng khiếp sợ, là thanh kiếm kia ư. Ánh mắt Từ Thiên tối sầm, nhãi danh, xem ra trên người cậu có rất nhiều bí mật, không hổ danh là dòng dõi của nhà họ Diệp Thượng Cổ. Con giết trăm chân, chết mà không ngã, chỉ cần cậu nói ra bí mật trên người mình, giúp đỡ bổn tọa mở bảo tàng của nhà họ Diệp ra. Bổn tọa cam đoan thả hai mẹ con cậu ra ngoài. Dù sao mạng của hai mẹ con cậu không có chút ý nghĩa nào với bổn tọa cả.
Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp, nhưng tôi lại rất cần mạng của các người đấy. Ánh mắt Từ Thiên âm u, Từ Mặc, Từ Trụ, Từ Huệ, bắt cậu ta lại, phải bắt sống. Hai ông lão một bà lão bước ra khỏi đám đông. Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút kiêng dè. Khi bọn họ vừa định ra tay, Diệp Bắc Minh đã bắt đầu chiến, thi triển ảnh thuấn bước tới trước mặt Từ Thiên, địch mợ nhà ông, muốn chơi trò hội đồng à. Chơi chơi cái quần què, bắt địch bắt vua trước mới phải đạo. Kiếm chấn ngục xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, khí thế nghiền nát mọi thứ kéo tới. Vào giờ phút ấy, Từ Thiên biến sắc. Vậy mà ông ta lại cảm nhận được hơi thở tử vong. Không, Từ Thiên hoảng sợ gào lên. Rồi ông ta hóa thành một đống máu loãng văng ra bốn phương tám hướng. Rầm, kiếm chấn ngục nện xuống mặt đất tháp chấn ngục, trời rung núi chuyển, một khe nứt cực kỳ khủng khiếp vạch ra. Tấm thạch bích gần đó kêu lên từng tiếng răng rắc, bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng cực kỳ lớn. Tấm thạch bích đã bị hỏng. Một kiếm của Diệp Bắc Minh đã làm ngục giam chấn hồn vỡ nát. Đây vẫn còn là người ư? Thừa lúc mọi người còn đang bối rối. Mẹ, đừng sợ, chúng ta đi thôi. Diệp Bắc Minh không hề do dự dẫn theo Diệp Thanh Lam chạy ra ngoài ngục giam chấn hồn. Minh Nhi, chỉ cần có con bên cạnh thì mẹ chết ở đây cũng đáng, Diệp Thanh Lam gật đầu nói. Giữ cậu ta lại. Huyết ảnh của Từ Thiên ngưng tụ trong ngục giam chấn hồn, đừng để cậu ta chạy thoát. Hơn trăm người đồng loạt xông lên. Bọn họ ra tay gần như cùng lúc. Diệp Bắc Minh quay đầu lại chém một kiếm, kiếm khí cuồng loạn, chém ngang phần lớn đòn đánh tới. Nhưng làn khí khủng khiếp lại lan đến đây. Rầm. Hai mẹ con bị văng ra. Phụt. Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi. Lòng Diệp Bắc Minh nóng như lửa đốt, mẹ. Diệp Thanh Lam lắc đầu trấn an anh, Minh Nhi, mẹ không sao. Lúc này, người nhà họ Từ lại bao vây họ lần nữa, Diệp Bắc Minh, từ xưa đến nay người bước vào ngục trấn hồn chưa có một ai còn sống chạy ra ngoài đâu. Để mạng lại đây đi. Giết. Hơn trăm người đuổi đằng sau cùng tấn công họ. Từ hướng lối ra của ngục giam trấn hồn cũng có vô số người tu giả đang liên tục chạy vào. Diệp Bắc Minh đút cho Diệp Thanh Lam chút đan dược rồi bảo, mẹ, mẹ cứ hồi phục vết thương rồi nói tiếp. Được. Diệp Thanh Lam biết giờ khôi phục vết thương, để Minh Nhi an tâm mới là điều quan trọng nhất. Bà nuốt đan dược vào, sắc mặt hồng hào hơn chút. Diệp Bắc Minh vung kiếm mở một con đường máu. Cả hai đi phóng thẳng ra ngoài ngục giam. Nhưng khổ nỗi người của nhà họ Từ đông như kiến. Dưới cảnh giới thần đế hầu như không gây thương tích cho anh nhưng anh lại phải bảo vệ mẹ sau lưng mình. Trải qua hai tiếng đồng hồ giết chóc liên tục, cả người Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam đầm đìa máu chảy từ lâu. Nhưng mà... bọn họ vẫn không ra khỏi tầng thứ 10 của ngục giam chấn hồn. Thế giới bên ngoài vẫn có vô số võ giả lũ lượt kéo vào. Hàng chục người tu võ liều mạng tấn công họ. Đủ loại năng lượng cuồng bạo, ám khí bắn tới. Diệp Bắc Minh vung kiếm chém ra một màn xương máu. Từ Mặc tìm được cơ hội, xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bắc Minh, tung chưởng tấn công Diệp Thanh Lam. Mẹ! Diệp Bắc Minh cảm nhận được nguy hiểm bèn nổi giận gầm lên. Gầm! Tiếng rồng gầm vang lên. Huyết Long, Tổ Long và Long Hồn cùng gào thét, từng bóng rồng bay ra. Chúng đã đỡ phần lớn sức mạnh từ một chưởng kia. Phụt! Diệp Thanh Lam phun ra ngụm máu tươi. Từ Mặc đầy kinh ngạc thốt lên, tên nhóc này được lắm, cậu đã luyện được cả hai pháp tướng chân long rồi ư. Trên người còn có một cái long hồn nữa, quả nhiên trên người cậu có vô số bí mật. Diệp Bắc Minh buông mẹ mình ra, kiểm tra cơ thể bà một hồi. Nội tạng của bà bị chấn thương và gãy vài chục cái xương. Mẹ! Giọng Diệp Bắc Minh khàn khàn nghẹn ngào, mẹ sẽ không chết đâu. Chỉ cần có con ở đây thì mẹ sẽ không chết. Ngân châm hạ xuống chữa trị vết thương trên người Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam nở một nụ cười hiền từ vui vẻ, Minh Nhi à, mẹ nhìn con từ nhỏ đến lớn đã là điều vui lắm rồi. Nếu con dẫn theo mẹ thì không thể nào rời khỏi ngục giam chấn hồn đâu, Minh Nhi. Con tự đi đi. Chao ôi, thật là mẫu tử tình thâm mà.
Một bà lão cười quái dị đi tới, người nọ chính là Từ Huệ. Từ Huệ cười xấu xa nói, Diệp Bắc Minh, nhà họ Từ tôi có đến hàng trăm nghìn người tu võ lận. Chẳng biết cậu có giết hết không đây? Rầm 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 rầm. Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Cả ngục giam Trấn Hồn gần như bị lấp kín. Bên ngoài vẫn có vô vàn người tu võ dũng mãnh kéo vào. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, anh đỡ Diệp Thanh Lam dậy rồi nói, mẹ, chỉ cần con còn một hơi thì sẽ không bỏ mặc mẹ lại đây đâu. Giết! Kiếm Đoạn Long uyển chuyển chém ra, tiếp tục mở một đường máu. Ngay sau đó, mấy trăm người tu võ xông tới, một làn kiếm khí ngưng tụ thành một con huyết long quét qua. Đầu người lũ lượt rơi xuống đất. Nhóm người tu võ thứ hai lại tiếp tục xông lên. Qua 4 tiếng đồng hồ, dưới chân Diệp Bắc Minh đã trở thành núi xác biển máu. Mỗi một trần tầng trong ngục giam Trấn Hồn đều cao hơn mặt đất khoảng 30 mấy mét. Sau khi trải qua 2 tiếng đồng hồ giết chóc, dưới chân Diệp Bắc Minh đã la liệt xác chết. Đầu anh gần như chạm vào trần nhà. Tên nhóc này, đáng sợ đến vậy sao? Rốt cuộc tên xúc sinh ấy còn kiên trì được bao lâu nữa? Vãi trưởng, thật đáng sợ, cậu ta chỉ mới tới thánh cảnh thật ư. Người nhà họ Từ sợ hết hồn. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh đều tràn đầy sự kinh hãi. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt anh đầy kiên định. Trái tim Diệp Thanh Lam co lại, bà vô cùng đau lòng, Minh Nhi, bỏ mẹ lại đây đi. Mẹ đã mãn nguyện lắm rồi, Từ Thiên, tôi đồng ý nói bí mật của nhà họ Diệp cho ông. Diệp Bắc Minh hét lên, mẹ. Minh Nhi sẽ không nhận thua nên hôm nay chỉ có 2 kết cục. Một là hai mẹ con tôi bỏ mạng tại đây, hai là con mang tôi rời đi. Từ Thiên đứng đằng sau đám đông, nếu cậu đã không biết điều, một khi hôm nay rơi vào tay bổn tọa. Bổn tọa sẽ cho cậu nếm thử tất cả thủ đoạn tra tấn của ngục giam Trấn Hồn, bắt lấy. Vâng. Người nhà họ Từ cắn răng, bọn họ đã giết đỏ mắt. Mấy trăm người lại liều chết xông lên. Rầm. Diệp Bắc Minh quát to, ba con rồng xuất hiện nghiền nát mấy trăm người kia thành mảnh vụn. Kiếm Đoạn Long nhẹ nhàng run lên, long hồn bên trong không chịu đựng được nữa bèn nói, chủ nhân, chúng ta đã giết chóc hơn 8 giờ đồng hồ rồi, tôi sắp không chịu được nữa. Diệp Bắc Minh cảm nhận được điều đó. Long hồn đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Kiếm Đoạn Long lại bùng phát kiếm khí lần nữa. Cho dù ngay tại đây có vô số máu tươi bổ sung lực lượng thì tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Bắc Minh thở dài nói, nếu ông mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Long hồn cắn răng đáp, chủ nhân, tôi chưa bao giờ tàn sát thỏa thích như vậy. Thuộc hạ nguyện lòng tử chiến tới cùng với cậu. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quan đỏ thấm quét ngang, đánh gục hơn trăm người tu võ đang mai phục gần đó. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Long hồn bỗng xuất hiện một vết nứt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kêu lên, nhóc, kiếm Đoạn Long không thể dùng tiếp được nữa. Trải qua 8 tiếng đồng hồ chiến đấu giờ nó đã cạn kiệt sức mạnh rồi. Nếu tiếp tục sử dụng kiếm Đoạn Long thì long hồn sẽ bị hủy diệt đó. Diệp Bắc Minh thở dài nói, ông bạn già à, ông nghỉ ngơi đi. Kiếm Đoạn Long hét bảo, chủ nhân, thuộc hạ nguyện cùng cậu. Đầu anh lóe qua một suy nghĩ, cất kiếm Đoạn Long vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Hả, sao cậu ta lại cất kiếm vào? Người nhà họ Từ sửng sốt. Bà lão Từ Huệ suy đoán cười nói, kha kha, mọi người chớ sợ. Sức mạnh của thanh kiếm kia đã dùng gần hết rồi. Nếu không cất vào thì sợ sẽ hỏng. Diệp Bắc Minh, không còn kiếm long đồ liệu cậu kiên trì được bao lâu nữa đây? Gương mặt già nua của Từ Trụ âm u nói, mất thời gian với cậu ta làm gì? Giết! Từ Mặc nhíu mày, cẩn thận đó, tên này có 2 thanh kiếm. Ngoài thanh kiếm long đồ kia còn có một thanh kiếm khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Từ Trụ không tin nói, lão phu không tin, cậu ta đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nói xong, ông ta từ từ bước ra, tung một quyền nhắm thẳng vào ngực Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, kiếm Trấn Ngục. Xoạt! Một con mãng xà đen tuyền xuất hiện, giống hệt với lúc anh giết chết Từ Triệu.
Từ Trụ không kịp phản ứng thì đã biến mất trong hư vô. Úi! Từ Mặc và Từ Huệ sợ run người. Những người khác của nhà họ Từ đứng im tại chỗ như trời trồng, chỉ biết hít một hơi thật sâu. Đã 8 tiếng đồng hồ rồi mà thằng danh này vẫn có thể giết Chí Tôn trong tức khắc ư. Mọi người khiếp hãi. Lão già nhếch nhác đứng từ xa quan sát trận chiến khiếp sợ, được lắm nhóc, đời này lão phu chưa từng thấy thánh cảnh nào nghịch thiên đến vậy. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Từ Thiên lại vang lên, tiếp tục. Vâng. Một đám lão già nhà họ Từ run lẩy bẩy nhưng vẫn cắn răng trả lời. Giết. Lại mấy trăm người bước ra bao vây Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam. Xương đen cuồn cuộn, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp trốn. Bỗng nhiên, trong đám đông xuất hiện một con rồng lửa. Nó rực cháy như muốn thiêu đốt tất cả. Á, vô số tiếng la hét thê thảm vang lên, mấy trăm người bỗng chốc hóa thành một đống cho tàn. Từ Thiên bất ngờ bật thốt, phần thiên chi diễm, quát con khá lắm, trên người cậu còn có thứ đó nữa. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn mà. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt, ngực phập phồng mãnh liệt, không sợ chết thì cứ tiếp tục. Xoạt xoạt xoạt. Những kẻ xung quanh lùi ra sau theo bản năng. Bọn họ hoảng sợ nhìn anh. Tên này đúng là đồ ma quỷ. Giọng điệu Từ Thiên hờ hững nói, với người tử trận hôm nay, đời sau của người đó sẽ được hưởng tài nguyên tu võ gấp 3. Ông ta vừa dứt lời, có rất nhiều người tu võ đỏ bừng mắt. Đặc biệt là một số người sắp chết già, bọn họ cắn răng tiếp tục xông lên. Diệp Bắc Minh điều khiển phần thiên chi diễm như thần linh của ngọn lửa. Nháy mắt tất cả người tu võ xông lên đều đã bị đốt thành đống cho tàn. Mẹ ơi! Người nhà họ Từ không kìm được mà phát run, trong ánh mắt họ tràn ngập sự kinh hãi. Sau khi Diệp Bắc Minh giết chết 2.000 người, phần thiên chi diễm lập tức tắt ngúm. Tiếng gào thét vang lên. Tên tạp chủng kia, chắc cậu hết mánh khóe rồi nhỉ? Chết cho bà. Từ Huệ đánh lén sau lưng, tung một chảo tóm lấy Diệp Thanh Lam sau lưng anh. Diệp Bắc Minh lập tức xoay người lại. Phụt, tiếng máu thịt bị xé rách vang lên, móng vuốt hệt như sắt thép đâm vào ngực Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, tóm chặt cổ tay Từ Huệ. Sức mạnh bùng nổ. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Một tay của Từ Huệ bị bẻ gãy, cảm giác đau đớn truyền tới đại não. Nỗi đau ấy kích thích từng tế bào thần kinh của bà ta. Á! Bà ta hét lên, ánh mắt ghen tị tàn độc nhìn anh, đồ tạp chủng, bà đây dám chắc một điều. Tôi chẳng những khiến cậu sống không được chết không yên mà còn khiến những kẻ bẩn thỉu nhất thế giới này vấy bẩn mẹ của cậu. Chỉ vậy mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng bà đây. Diệp Bắc Minh hờ hững nhìn Từ Huệ, tiếc rằng bà sẽ không có cơ hội đó. Kiếm chấn ngục. Một mũi kiếm sắc nhọn lóe qua. Đôi mắt Từ Huệ sững sờ, trong đồng tử phản chiếu ngược một tia kiếm khí đen tuyền. Phụt. Cả người Từ Huệ nổ tung biến mất trong không gian. Từ Huệ. Từ Mặc kinh hãi chứng kiến cảnh ấy, cơ thể già nua run rẩy kịch liệt. Tên nhãi này là quái vật gì vậy trời? Cậu ta còn có thể sử dụng kiểu tập kích bất ngờ đáng sợ này vài lần lận ư? Từ Thiên bình tĩnh thốt ra hai từ, tiếp tục. Giết! Tiếng thét gào xé ruột xé gan vang lên. Người tu võ của nhà họ Từ ùn ùn chen chúc xông lên từ bốn phương tám hướng như đội quân cảm tử. Diệp Bắc Minh sau khi giết hàng chục người thì bả vai bị chém một đao. Phụt! Máu tươi tuôn trào. Một người đàn ông trung niên dữ tợn hét lên, đồ tạp chủng, rốt cuộc cũng hết đà rồi sao? Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, chém bay đầu người đàn ông kia. Giết, giết, giết. Người nhà họ Từ vặn vẹo, giống to như đồ điên. Trong trận chiến này, nhà họ Từ đã thiệt mạng ít nhất mấy chục nghìn người. Lòng bọn họ đau như đổ máu. Vào giờ phút ấy, ngay khi bọn họ thấy Diệp Bắc Minh không chống chọi được nữa thì bèn xả hết nỗi uất hận trong lòng ra. Để bảo vệ Diệp Thanh Lam, Diệp Bắc Minh không chỉ liên tục chém giết người tu võ xông tới không ngừng nghỉ. Mà anh còn dùng chính cơ thể mình ngăn cản từng đòn đánh của quân địch. Phụt, phụt, phụt. Trong nháy mắt,
trên người Diệp Bắc Minh xuất hiện nhiều miệng vết thương sâu đến nỗi thấy được xương. Nước mắt Diệp Thanh Lam tuôn trào, Minh Nhi, không cần. Không cần đâu. Diệp Bắc Minh dùng ánh mắt ẩn chứa lời xin lỗi nhìn mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi, Minh Nhi vô dụng không thể bảo vệ mẹ. Đồ súc sinh, quỳ xuống cho lão phu. Từ Mặc bất chợt ra tay, tung quyền về phía Diệp Bắc Minh. Ầm. Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy trăm cây vũ khí điên cuồng đâm tới, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng lên một vầng sáng đỏ thẫm như máu. Đánh bay mọi người ra xa, vô số vũ khí để lại miệng vết thương trên người anh. Anh gần như đã chảy cạn máu. Chỉ còn dựa vào một hơi để chống chịu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài nói, nhóc à, cậu cần gì phải làm vậy chứ? Diệp Bắc Minh mỉm cười tự giễu, tháp nhỏ à, tôi xin lỗi. Xem ra tôi không phải là người cứu vớt đại lục chân võ rồi. Điều khiến người ta càng tuyệt vọng hơn ấy là giọng nói của Từ Thiên lại vang lên lần nữa, chẳng phải còn mấy chục nghìn người hay sao? Tất cả còn đang đợi cái gì nữa? Tiếp tục đi. Ngay sau đó, hàng nghìn người bước ra lao về phía Diệp Bắc Minh. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ một cái góc nào đó trong ngục giam. Từ Thiên, sắp xong chưa? Soạt, soạt, soạt. Người trong ngục giam đồng loạt quay đầu nhìn về phía một nhà tù. Một ông già lôi thôi duỗi eo nói, tên nhóc này nghịch thiên quá rồi, nhớ kỹ, không phải cậu ta đánh không lại các người. Mà là do thể lực cạn kiệt, nên nếu cho cậu ta đủ thể lực. Dù có thêm tất cả các người thì Từ Thiên ông cũng không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Cả không gian lặng thinh. Ánh mắt mọi người đầy vẻ khiếp sợ. Ông lão nhếch nhác kia nói rất đúng. Nếu không phải do người nhà họ Từ đủ đông, còn lựa chọn chiến thuật biển người nữa. Thì rất có thể hôm nay Diệp Bắc Minh mặc sức tàn sát trong ngục giam trấn hồn rồi. Bọn họ vốn là gia tộc thượng cổ đã kéo dài từ đời này sang đời khác hàng trăm nghìn năm nay. Đây lại là đại bản doanh của nhà họ Từ, người tu võ cuồn cuộn liên tục được bổ sung. Vậy nên bọn họ mới có thể khiến Diệp Bắc Minh kiệt quệ. Một ông già tức giận nói, lão già kia, ai cho phép ông nói chuyện? Ông lão nhếch nhác nở nụ cười đáp, ồ, Từ Thiên, nơi này không cho phép tôi nói chuyện à? Từ Thiên tái mét, tát ông già kia. Rồi ông ta bước lên mỉm cười hòa giải nói, tiền bối, người muốn nói thì cứ nói ạ. Nhưng việc hôm nay không liên quan gì tới người. Tôi mong rằng người không xen vào chuyện của người khác. Cái gì? Người nhà họ Từ sửng sốt. Tiền bối ư? Người. Lão già nhếch nhác kia có lai lịch gì chứ? Lão già nhếch nhác kia chỉ tay vào Diệp Bắc Minh nói, để mẹ con bọn họ đi. Cái gì? Mắt Từ Thiên đỏ bừng vì tức giận, tiền bối, người. Lão già nhếch nhác cười thâm sâu nói, không để bọn họ đi thì tôi đi nhé. Tần Thiên khiếp hãi, cơ thể hơi run. Dường như ông ta đang nghĩ tới chuyện đáng sợ nhất có thể xảy ra. Thế là bèn nhanh chóng gật đầu, được ạ, tôi hiểu rồi. Rồi ông ta không cam lòng nhìn về phía Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam, vung bàn tay to lên, tránh hết ra, để bọn họ đi. Cái gì? Lão Tổ? Vì sao chứ? Chúng ta đã hy sinh hàng chục nghìn người rồi đó. Đúng vậy Lão Tổ, bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhà họ Từ chúng ta, chỉ cần chúng ta bắt được Diệp Bắc Minh thì có thể mở được kho tàng của nhà họ Diệp rồi. Lão Tổ, tính mạng của chúng tôi không đáng giá sao? Nếu chẳng phải bắt sống tên kia thì sao lại hy sinh nhiều người đến vậy chứ? Một vài lão già trong nhà họ Từ mất bình tĩnh. Bọn họ không nhịn được gào thét với Từ Thiên. Từ Thiên giận dữ quát to, câm miệng hết cho bổn tọa. Dầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.